chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, hợp vía thần tài, nổ lộc làm ăn trúng lớn, trúng số tiền tỷ, giàu hết phần thiên hạ. Quang Hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả đông đầy hạnh phúc, gói trọn lộc tài, giữ mãi an khang, thắt chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 thân mến, mới đây nhất, khi xem vận mệnh của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, các bậc thầy tử vi cho biết, bước sang 3 tháng cuối năm 2024, anh chị tuổi Giáp Tý sẽ đón nhận thiên mệnh đổi vận sang giàu. Chỉ cần chuẩn bị trước được điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức hóa thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, an nhàn sung sướng hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 sẽ diễn biến ra sao trong 3 tháng cuối năm 2024 này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì? Tất cả sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi chia sẻ chi tiết ngay sau đây. Xét tổng quan vận trình tử vi 3 tháng cuối năm 2024 âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Bước vào 3 tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Giáp Tý có khởi sắc trông thấy. So với đầu năm, sự nghiệp của bản mệnh có những điểm sáng đáng kể. Trong 3 tháng cuối năm 2024, cơ hội đến không ít, nhưng có nắm bắt được hay không và phát huy tới đâu lại còn phụ thuộc vào bạn. Chỉ cần Giáp Tý tập trung phát triển lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn Giáp Tý sẽ gặt hái được không ít thành tựu. Diễn biến tài lộc 3 tháng cuối năm sẽ có nhiều tín hiệu tích cực, nhờ hàng loạt tài tinh chiếu mệnh, việc kiếm tiền khá suôn sẻ. Bản mệnh cũng được người giúp đỡ nên làm ăn có lãi, dù vậy nhưng vẫn nên chú ý tâm trạng thất thường, đừng vì những chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻ phá hỏng các mối hợp tác đang có lợi. Đồng thời, chú ý đến giao tiếp với mọi người và tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Gia đạo ít có biến động lớn, mối quan hệ đôi lứa và vợ chồng bình lặng, ít sóng gió, đó cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Trong năm cuối phạm tam tai, lại có một vài hung tinh tác động xấu đến sức khỏe, tuổi Giáp Tý vẫn nên chú ý chăm sóc cơ thể, cẩn thận rèn luyện tùy sức, sinh hoạt khoa học và điều độ để gìn giữ sức khỏe. Bên cạnh đó, Giáp Tý cũng nên chú ý khi đi lại, tránh va dấp gây tai nạn. Sau đây là cụ thể vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 3 tháng cuối năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Trong 3 tháng cuối năm 2024, xét về vận trình sự nghiệp của tuổi Giáp Tý cho thấy, các khí từ tam hợp cục cho thấy, người tuổi Giáp Tý sẽ có sự thay đổi lớn trong sự nghiệp vào 3 tháng cuối năm 2024. Có nhiều cải thiện rõ rệt, nhưng bên cạnh đó vẫn không thể không chuẩn bị cho cả những thách thức mà Giáp Tý sẽ phải đối mặt. Đừng quên cơ hội luôn dành cho những người có chuẩn bị. Khi Giáp Tý đã có tính toán và lên kế hoạch trước để đối phó với những thách thức, cạnh tranh có thể xảy ra, sẽ chẳng có gì có thể làm khó được bạn. Bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn hơn nữa. Các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Tuy nhiên, dù đã là năm cuối, nhưng ảnh hưởng của tam tai vẫn còn đó, nhắc nhở Giáp Tý chớ nên tự tin quá mà tự làm hại bản thân. Sự chủ quan có thể khiến bạn trả giá đắt, nhất là trong những công việc vốn đã thành thạo và quen thuộc, nhưng lại mắc sai lầm lớn từ những chi tiết nhỏ hoặc khi được trao trọng trách mới. Nhưng Giáp Tý lại suy nghĩ quá đơn giản, thiếu sự học hỏi mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, sẽ dễ thất bại do thiếu kinh nghiệm. Một số người làm công ăn lương có thể đã quá quen với sự ổn định nên ngại thử thách, thiếu tính đột phá. Cho dù cơ hội vẫn đang đợi bạn khám phá, Giáp Tý nên mạnh dạn thử sức với những điều mới mẻ, dũng cảm thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn. Miễn là Giáp Tý làm việc chăm chỉ thì có thể đạt được thành tích tốt hơn và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời, dù làm ở lĩnh vực nào, con giáp này cũng cần quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử, chớ vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của công ty và người khác. Những người trong giai đoạn tìm việc có thể sẽ tìm được công việc ưng ý, hòa nhập môi trường mới nhanh chóng. Ở giai đoạn bắt đầu này, Giáp Tý sẽ cần phải thực tế hơn,
tích cực học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, tạo ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, thì tháng này sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với Giáp Tý. Nhìn chung, 3 tháng cuối năm 2024 này vẫn sẽ thử thách lòng kiên cường và tinh thần chiến đấu ngoan cường của tuổi Giáp Tý. Chỉ cần Giáp Tý không ngại gian khổ và bền bỉ vượt qua những khó khăn trước mắt, sự nghiệp của Giáp Tý sẽ dần tươi sáng hơn và sẽ phát triển rất tốt vào cuối năm 2024. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi 3 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Tý cho thấy, về phương diện tài lộc, tài khí của bản mệnh đặc biệt lý tưởng, càng chăm chỉ, càng xông xáo làm ăn thì càng dễ thu được nhiều món lợi. Nhờ có được cả hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, Giáp Tý có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, nhất là trong các dự án phát triển đầy triển vọng và sẽ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Theo đó, Giáp Tý sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, công việc thuận lợi kéo theo thu nhập tăng cao, nghề tay trái hay tay phải đều sẽ kiếm về cho Giáp Tý một khoản tiền kha khá. Một số người còn nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, đối tác, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà Giáp Tý đã dành công sức vun vén bấy lâu. Do đó, Giáp Tý nên tránh để tâm trạng thất thường của mình làm xấu đi các mối quan hệ đó, đừng vì chút chuyện mà sinh nóng nảy, cáo giận, đồng thời chú ý đến giao tiếp với mọi người, tránh những mâu thuẫn và xung đột không cần thiết do hiểu lầm. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng dễ hao hụt nhanh chóng, bản mệnh cần duy trì thói quen tiết kiệm. Tử vi 3 tháng cuối năm 2024 đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiết kiệm đối với con giáp này. Trong cuộc sống hàng ngày, người tuổi Giáp Tý cần phải lên kế hoạch cẩn thận, tăng thu giảm chi, không nên tiêu trước trả sau kẻo lao đao. Đồng thời, Giáp Tý có thể chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu khác để tăng thu nhập cho bản thân. Đặc biệt, trong cuối năm nay, nên tập trung làm ăn theo định hướng của bản thân, không nên chạy theo xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm. Chớ nghe lời rủ rê đầu tư hay đứng ra vay mượn, đứng tên thay người khác, cẩn thận vướng vào dòng lao lý. Trong các mối quan hệ, dù có thân thiết đến đâu cũng cần có sự đề phòng kẻo bị lừa gạt cả tình cảm lẫn tiền bạc. Xét về phương diện sức khỏe. Xem tử vi tuổi Giáp Tý trong 3 tháng cuối năm 2024, về phương diện sức khỏe cho thấy, bản mệnh vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng năm cuối tam tai, lại có các hung tinh Bạch Hổ và ngũ quỷ tác động, tình hình sức khỏe của Giáp Tý vẫn có nhiều điều phải lưu tâm. Mặc dù thể chất của đa số người tuổi Giáp Tý khá lý tưởng, nhưng khó tránh một vài triệu chứng khó chịu, tuy có thể chỉ là bệnh vặt, nhưng cứ chủ quan để bệnh kéo dài vẫn có thể gây nguy hiểm. Thời điểm cuối năm là giai đoạn khá bận rộn với con giáp này, khối lượng và cả áp lực công việc tăng cao, đôi khi còn phải đi công tác hay tăng ca, càng làm gia tăng áp lực lên cơ thể. Nếu lúc này bạn không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến cơ thể quá tải, sức đề kháng suy giảm, ủ bệnh dai dẳng lâu ngày mới khỏi hoặc dẫn đến các bệnh mãn tính. Vì vậy trong 3 tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Tý cần chú ý cân bằng thời gian giữa làm việc và nghỉ ngơi, tăng cường ý thức phòng ngừa bệnh tật, vận động thể dục thể thao phù hợp, ăn uống ngủ nghỉ điều độ và khoa học. Đặc biệt là vào mùa đông, thân thể dễ bị khó chịu, cần tăng cường bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh theo mùa. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Nhìn chung, vận trình tình duyên của người tuổi Giáp Tý sẽ tương đối suôn sẻ vào 3 tháng cuối năm 2024. Mối quan hệ đôi lứa hay vợ chồng ít sóng gió, đôi khi có đôi chút bình lặng, nhưng đó cũng có thể coi là một tín hiệu đáng mừng. Các cặp vợ chồng có mối quan hệ hài hòa với bạn đời, tạo ra không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc cho con cái. Đôi khi bản mệnh có phần mải mê với công việc mà bỏ bên gia đình. Đây là điều cần cải thiện sớm bằng cách tăng cường giao lưu, trao đổi mọi việc lớn nhỏ với nửa kia, cũng là cách tăng cường tình cảm. Ngoài ra, Giáp Tý cũng có thể giữ vai trò kết nối các thành viên trong gia đình, tránh sự lạnh nhạt do khoảng cách thế hệ. Sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong 3 tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng này, công việc của tuổi Giáp Tý trở nên hanh thông và thuận lợi vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp.
mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào quý cuối cùng của năm 2024. Thời điểm này, các nhiệm vụ, kế hoạch còn dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi với những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Đặc biệt có tam hội hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của con giáp này hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh tuổi giáp tí luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro, nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt dượng giận. Tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở bản mệnh chớ dội đắc ý, hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan, lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn, đúng mực, làm việc chăm chỉ, thì dù có tiểu nhân quấy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn, sẽ mang lại kết quả tích cực. Xét về phương diện tài lộc, bước sang tháng 10 âm lịch này, tuổi Giáp Tý sẽ đón nhận tin vui về đường tài lộc, được thiên tài trợ mệnh. Nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế của con giáp này được giải quyết. Bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của bạn tiến triển tốt, nên cũng có thể được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, tuổi Giáp Tý càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ, ra ngoài không nên mang theo nhiều đồ quý giá kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy, bạn chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, tham lam khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc, để tránh một đi không quay trở lại. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, tháng 10 âm lịch này cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của tuổi Giáp Tý. Bách diệt chủ đào qua độ mệnh, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn. Thời cơ sẽ đến, bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Tháng này không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị. Tình cảm của người đã lập gia đình ổn định và vẹn tròn, vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải. Bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Xét về phương diện sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Giáp Tý không có gì đáng lo ngại. Trong tháng 10 âm lịch này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian, con giáp này nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực, như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể, cũng sẽ giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dượng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của tuổi Giáp Tý cũng sẽ sụt giảm ở phương diện khác, mà cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, công việc của tuổi Giáp Tý tháng này chưa có nhiều tiến triển lạc quan, nhưng cũng vì vậy mà bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn. Chớ vì công việc dậm chân tại chỗ mà bạn trở nên lơ là, được chăng hay chớ. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử, bản mệnh cũng trở nên thiếu quyết đoán hơn khi đưa ra các quyết định. Bạn thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, sẽ đem lại tác dụng gì, cũng như có khiến rắc rối nào nảy sinh hay không. Tuy nhiên, chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà con giáp này thành ra trần trừ, do dự, nhiều khi để dục mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt. Vì con đường công danh sự nghiệp trong tháng 11 âm lịch này không được hanh thông, nên tốt nhất bản mệnh không nên nghĩ đến những cái đích quá xa xôi. Hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình,
chờ đợi một cơ hội ghi điểm trong mắt lãnh đạo. Khi gặp phải khó khăn gì trong sự nghiệp, con giáp này cũng không nên giữ mãi trong lòng, tự mình tìm cách giải quyết. Hãy thử chia sẻ, trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình để nhanh chóng tìm ra cách khắc phục. Hữu bậc cát tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ cần tuổi Giáp Tý quyết tâm mà thôi. Nếu trước nay bạn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, thì trước sau gì cũng có quý nhân tới giúp đỡ, định hướng cho bạn giải pháp thích hợp. Xét về phương diện tài lộc, tháng này, vận trình tài lộc của tuổi Giáp Tý không có nhiều dấu hiệu phát triển. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy, tuy bản mệnh thông minh, nhanh nhạy, nhận biết đâu là thời cơ nhưng lại không có được sự quyết đoán để nắm bắt. Khi đứng trước những cơ hội mới, bạn thường lo lắng mình không đủ năng lực, nên dễ dàng nhường thời cơ cho người khác. Người làm công ăn lương tháng này không có tinh thần làm việc, bản mệnh thường làm việc một cách uể oải, được đến đâu hay đến đấy, nên chất lượng công việc chỉ ở mức đạt yêu cầu, khó có thể gây ấn tượng với ban lãnh đạo. Cũng vì không gặt hái được thành tích nào xuất sắc, nên con giáp này rất ít có cơ hội được thưởng nóng hoặc cất nhắc thăng chức, tăng lương. Thái tuế hung tinh xuất hiện, cảnh báo bản mệnh dù bắt tay vào công việc quen thuộc thế nào đi nữa, cũng chớ nên chủ quan coi thường. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi là vẫn có thể để xảy ra những lỗi sai không đáng có, thậm chí phải dùng tiền của mình để đền bù thiệt hại. Hữu bậc giúp cho vận trình tài lộc của con giáp này bớt phần ảm đạm, chỉ cần tuổi Giáp Tý cẩn trọng khi đi làm việc, bạn có thể tránh được nhiều nguy cơ tiềm ẩn, thậm chí bạn còn được quý nhân cầm tay chỉ việc, chạm được vào một cơ hội kiếm tiền triển vọng. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, con đường tình duyên của tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch này cũng kém phần thuận lợi. Cuộc sống không thuận lợi khiến bạn cảm thấy buồn phiền, đa sầu, đa cảm, thậm chí đóng cửa trái tim mình, không cho những người thân thiết, chân thành cơ hội quan tâm giúp đỡ mình. Người độc thân cảm thấy quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày, nên không muốn dành thêm thời gian cho bất kỳ ai khác. Chính vì vậy, khi được giới thiệu cho một vài đối tượng, bạn thường tìm cách để từ chối khéo. Với những người đã lập gia đình, bạn và nửa kia thường thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia, bản mệnh có nhiều tâm sự, nhưng lại không muốn trò chuyện với người ấy. Chính vì vậy mà tâm lý luôn căng thẳng, mệt mỏi, tình cảm cũng có dấu hiệu xa cách hơn. Khi có những chuyện không thể tâm sự với người thân, bạn cũng nên tìm một đối tượng mình thực sự tin tưởng để chia sẻ nỗi lòng. Con giáp này không nên ôm hết mọi việc vào người, bởi vốn dĩ bạn không hề cô độc, xung quanh vẫn có rất nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này may mắn là vận trình sức khỏe của tuổi Giáp Tý không có những biến động quá lớn, dù tinh thần có căng thẳng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thể chất. Nếu có lòng quyết tâm, bạn hoàn toàn vẫn có đủ sức lực và khả năng để vượt qua khó khăn, thậm chí biến thách thức thành cơ hội. Điều duy nhất bản mệnh cần chú ý trong khoảng tháng 11 âm lịch này chính là phải cẩn thận khi xuất hành đi xa hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi là bạn có thể để xảy ra tai nạn bất ngờ. Tháng này khuyên tuổi Giáp Tý làm việc gì cũng cần giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo, vừa để tránh lỗi sai, vừa để tránh tai nạn. Khi cơ thể mệt mỏi, có dấu hiệu cảnh báo bạn nên nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, phương diện sự nghiệp của tuổi Giáp Tý tháng này được dự báo có bước chuyển biến tích cực khá rõ. Hàng loạt các tinh xuất hiện trong tháng hỗ trợ, bản mệnh có thể tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong tháng cuối cùng của năm 2024 này. Vận trình tháng chạp này của bạn được lục hợp quý nhân tương trợ, bạn đang đi đúng đường để sớm ngày chạm tay vào mục tiêu của bản thân. Tháng này, nếu bạn kiên trì hơn sẽ thấy thành quả, bạn biết thể hiện năng lực sẽ được lãnh đạo trọng dụng, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Thêm thái dương soi chiếu, đây là thời điểm tốt để con giáp này nắm bắt cơ hội, củng cố vị trí đã có và phát triển sự nghiệp. Đặc biệt là với nam mệnh đang muốn cầu công danh chức tước, càng không nên bỏ lỡ thời cơ này, do đây cũng là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, nên bạn sẽ có nhiều việc cần phải chuẩn bị và xử lý. Tuy nhiên cũng nhờ đó là khả năng linh hoạt, năng lực tổ chức và sắp xếp vấn đề, không thể thiếu kỹ năng quản lý. Đây là thời gian hợp lý của tuổi Giáp Tý được phô diễn, giúp bạn kiểm soát tình hình rất ổn thỏa. Đồng nghiệp xung quanh cũng luôn tận tình hỗ trợ, giúp bản mệnh đạt được hiệu suất làm việc cao.
Cũng bởi thường ngày bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết với mọi người, nên khi cần sẽ được giúp đỡ rất tận tình. Phong độ của con giáp này đang ở đỉnh cao, không có gì lạ khi bạn sẽ có bước tiến vượt bậc, thoát khỏi dòng kìm kẹp của tiểu nhân. Lại luôn có quý nhân ưu ái đồng hành, bản mệnh thăng tiến như diều gặp gió, bạn có quyền tự hào về những gì mình làm được. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang tới cho tuổi Giáp Tý sự hứng khởi và năng lượng tràn đầy, để con giáp này luôn sẵn sàng theo đuổi những nấc thang mới trong sự nghiệp, chấp nhận thử thách và gia dấp để đổi lấy kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn. Xét về phương diện tài lộc, trong tháng cuối năm 2024 này, bạn cũng có nhiều cơ hội để thể hiện kỹ năng mềm của bản thân như giao tiếp, nghệ thuật, đàm phán. Tháng này sự nghiệp hanh thông thì không có lý do gì tài chính của tuổi Giáp Tý không tăng tiến. Bản mệnh có nguồn thu tăng vọt, các mức thưởng vào cuối năm cũng rủng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh, buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn, vất vả, nhưng bù lại nỗ lực của con giáp này cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượng rõ. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoản lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoản thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó. Nhìn chung, mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt. Chỉ cần bản mệnh cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì cuối năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Tháng này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết. Tùy vào khả năng của bản thân, tuổi Giáp Tý nên mua sắm cho hợp lý, chớ nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết. Mà bất chấp hậu quả về sau, đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, sang tháng chạp năm 2024 này là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có gia đình. Sau thiên diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm các cặp vợ chồng tuổi Giáp Tý hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, bạn có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm, chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương, đừng ngần ngại nói thẳng ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bản mệnh chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau, sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Tháng này nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân, tuy nhiên có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp. Cơ hội đến nhưng bạn khá dửng dưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài, nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Xét về phương diện sức khỏe, tháng này sức khỏe của tuổi Giáp Tý ở mức trung bình, bản mệnh không gặp bất cứ trở ngại nào về sức khỏe. Nếu bạn vẫn có thể duy trì được lối sống lành mạnh và thói quen sinh hoạt khoa học của mình. Tuy nhiên, một số người có dấu hiệu lao lực do bận rộn quá mức với công việc và mãi mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, con giáp này càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh. Vào thời điểm này, dù không có nguy cơ tật bệnh nào đáng ngại, nhưng bạn vẫn nên chăm chỉ tập luyện bằng những bài tập dù là đơn giản. Nếu tuổi Giáp Tý có thể duy trì được thói quen tốt này, thì tình hình sức khỏe cũng sẽ được cải thiện sớm. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về tử vi tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của anh chị tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, theo sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, rất tốt cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý nam mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Năm gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Theo niên hạn, hạn toán tận. Gặp hạn toán tận, nam mạng Giáp Tý sinh năm 1984 tiêu xài tiền bạc hợp lý, tránh lãng phí kẻo hao tán nhiều. Trong năm đề phòng ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn,
Tuổi Giáp Tý Nam mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi diên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nam mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn, cách làm tăng các tính của sao Thái Dương trong năm 2024. Làm ăn ngay thẳng, tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Bản mệnh đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu mà nam hay nữ mệnh cũng đều sẽ gặp điều không may. Cư xử khiêm tốn, dù là người có vị thế cao hay thấp, bản mệnh cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn. Đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo, nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có. Nắm bắt thời cơ, hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt. Bạn không nên chần chừ, do dự quá lâu, để kẻ khác chớp mất thời cơ. Đeo đồ phong thủy, tuổi này có thể đeo trang sức đá quý màu nâu, màu vàng như thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Theo sao chiếu mệnh, sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh gây ra sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra kiện tụng pháp luật. Xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyển. Gặp hạn Quỳnh Tuyển dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Mưu cầu danh lợi gặp khó, dễ xảy ra thất bại, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Tý 2024, trong năm Giáp Thìn, tuổi Giáp Tý nữ mạng sinh năm 1984 gặp vận niên là kê hồi diên, tức là gà về giường. Biểu tượng này mang ý nghĩa gà về giường thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó, báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan, biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, nữ mạng Giáp Tý mạnh dạn bày tỏ tâm tình với đối phương, hay chủ động làm quà sau mỗi lần cãi giả. Mọi sự như đã an bài, việc dự tính đã lâu được thành công vì biết dám chủ động và liều lĩnh. Các cặp đôi dự tính kết hôn hay sinh nở trong năm đều đẹp. Cách hóa giải vận hạn, hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy, trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật các tường, cầu may trong nhà hay dùng trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng, để tăng cường các khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo dây quanh. Tâm lý, việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này không có gì phải lo nghĩ nhiều.
Việc hóa giải chủ yếu dựa vào tâm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cách giải hạn Quỳnh tuyển năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, trong 3 tháng cuối năm 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo.